Trường Sơn xin kính chào quý khán thính giả tin nóng ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tù nhân Phật giáo Thòa Hảo Thuần Túy Vương Văn Thuận mãn hạn tù, cha Vương Văn Thả vẫn chưa được gặp gia đình. Gia đình tiếp tục đòi công lý cho tử tù Lê Văn Mạnh. Hơn 90 người bị khởi tố trong vụ nổ súng ở Đắk Lắk hồi tháng 6 năm 2023. Một phụ nữ nhập cư Việt được chọn lái chiến đấu cơ tại triển lãm hàng không Seoul. Một người dân tộc trốn truy nã 17 năm bị công an Nghệ An bắt tại Lào. Tù nhân Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy Vương Thanh Thuận được trả tự do sớm 7 tháng sau số năm và 5 tháng bị giam cầm. Ông trở về với gia đình ở xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 18 tháng 10. Ông Thuận, 33 tuổi, bị bắt cùng cha là ông Vương Văn Thả, 54 tuổi, và hai tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy khác là Nguyễn Nhật Trường và Nguyễn Văn Thượng trong ngày 18 tháng 5 năm 2017 với cùng cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999. Trong phiên tòa ngày 23 tháng 1 năm 2018, ông Thuận bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế, trong khi người cha bị án 12 năm tù giam. Hai người còn lại trong vụ án đều bị án 6 năm tù, nhưng họ đã mãn án tù trong tháng 3 vừa qua. Con gái của ông Thả, bà Vương Ngọc Thảo, người đang tị nạn ở Thái Lan, đã nói chuyện với người em trai qua điện thoại ngay sau khi người em trở về. Bà nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 19 tháng 10. Em của em ở là 6 năm tháng, được dạng 7 tháng thì nó trở về gia đình. Lúc đầu nó ở trong tù thì nó cũng im lặng, nó không nói gì. Nhưng lúc sau đàn áp những người tù chính trị quá thì nó thấy bất công quá. Bắt đầu nó phản đối thì nó tuyệt thực rồi, nó không được giảm án nữa. Bà cho biết sức khỏe của em trai mình tạm ổn và tinh thần ổn định khi trở về nhà. Ông Thuận được quản giáo trại giam Xuân Lộc đưa về xã Vĩnh Hậu và bàn giao cho chính quyền địa phương vì ông quản án quản chế 3 năm. Đài Á Châu Tự Do không thể kết nối trực tiếp được với ông Thuận vì ông chưa có điện thoại. Bà Thảo, người đã sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018, cho biết gia đình bà rất lo lắng cho sức khỏe của ông Thả vì đã 4 năm qua, gia đình không được gặp ông và cũng không được gửi quà cho ông ở trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Vậy tí em là không có cái thông tin gì hết trơn ạ, mà theo như em biết thì có người báo là tình trạng sức khỏe tí em nó hơi yếu hơn hơn trước rất là nhiều, tại vì tí em thứ nhất là ăn chay trường, rồi ổng không có nhận đồ ăn ở trong trại giam nữa nên là tình trạng sức khỏe của tí rất là kém ạ. Bà Lê Thị Lệ Hà, vợ của ông Thả, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng gia đình không đi thăm và không gửi đồ tiếp tế cho ông vì ông không muốn gặp người thân và không muốn nhận quà. Tuy nhiên, con gái ông không nghĩ như vậy. Bà Thảo nói. Cái đó là nghe phía trại giam nói thôi, nhưng mà theo như em biết là tí em lúc nào cũng muốn được gặp mặt gia đình để nhận thức ăn. Đây là lần thứ hai ông Thả bị cầm tù. Trong lần thứ nhất, năm 2012, ông bị kết án 3 năm tù giam về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ vì các hoạt động thực hành quyền tự do tôn giáo. Phóng viên gọi điện thoại cho trại giam An Phước để tìm hiểu về thông tin của ông Thả, nhưng không ai nghe máy. Ông Thả là cư sĩ của nhóm tôn giáo độc lập Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Ông bị cáo buộc sử dụng thiết bị tăng âm để tuyên truyền lời lẽ bịa đặt, xuyên tạc, vu khống chính quyền đàn áp tôn giáo, đồng thời chỉ đạo con trai Thuận dùng điện thoại quay video clip việc làm của mình để phát tán lên mạng xã hội nhằm đả kích, bôi nhọ lãnh tụ, kêu gọi ly khai khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam và kích động mọi người xuống đường biểu tình, vân vân. Ông còn bị cho là treo cờ Việt Nam Cộng Hòa trên nóc nhà mình dịp 30 tháng 4 năm 2017. Cả gia đình ông gồm 9 người bị lực lượng công an và cảnh sát cơ động bao vây cô lập trong thời gian gần 2 tháng cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2017, ông Thả cùng người con trai và hai người đồng đạo song sinh bị bắt. Gần một tháng sau khi tử tù Lê Văn Mạnh bị hành quyết, gia đình ông lại tới một số cơ quan trung ương ở Hà Nội để đòi công lý cho ông. Ông Lê Văn Mạnh, sinh năm 1982, bị kết án tử hình vì bị cho là thủ phạm trong vụ án hiếp dâm và giết một nữ sinh ở cùng thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, năm 2005, cho dù ông có đơn kêu oan và việc kết tội ông không có bằng chứng thuyết phục, cũng như có nhiều thiếu sót trong quá trình điều tra. Ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Mạnh đã bị thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc ở một cơ sở thi hành án của Bộ Công an ở tỉnh Hòa Bình. Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do ngày 19 tháng 10, bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của ông Mạnh,
cho biết về mục đích của việc khiếu nại hiện nay của gia đình. Con tôi chết đến nay là cũng đã gần một tháng rồi, nhưng mà lời nói cuối cùng để ghi băng ghi hình với là cái lá thư của con tôi tới gia đình tôi vẫn chưa nhận được. Hôm con tôi mà mất được mấy hôm thì gia đình tôi cũng xuống trại tạm giam để nhận đại đồ, tư trang, quần áo, chăn màn và tiền lưu ký. Và hỏi trại thì xem là có thư từ cái gì không thì trại bảo là có thư. Còn cái ghi âm ghi hình thì là không biết có không, nhưng mà thực tế là có thư. Cái hai nữa, hồ sơ đem ra hành quyết quân tôi là tôi thấy chưa được rõ ràng. Bởi vì quân tôi là đúng là người là bị oan, nhưng mà vẫn cố tình giết đi. Cho nên hôm nay tôi ra đây để tôi ra đoạt lại công lý, công bằng cho quân. Bà Việt cho biết, khi gia đình muốn được nhận lại thư và băng ghi âm ghi hình của con trai mình, thì công an Thanh Hóa nói trại tạm giam giữ. Còn cơ sở giam giữ này phủ nhận và nói cơ quan cấp trên trực tiếp đang giữ những tài liệu này và họ không trao lại cho gia đình. Bà cho biết trong lần ra Hà Nội này, bà đến nhiều cơ quan trung ương như Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ để đưa khiếu nại và biểu tình. Bà tố cáo đích danh chánh án Tòa án Nhân dân tối cao vì đã để tòa án các cấp xử oan cho con trai bà. Số người bị khởi tố với cáo buộc dính líu vào vụ nổ súng nhắm vào trụ sở hai xã ở huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk hồi rạng sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, tổng cộng 92 người. Bộ trưởng Công an Việt Nam ông Tô Lâm cho biết con số vừa nêu trong báo cáo gửi Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm năm 2023 và truyền thông nhà nước loan tin ngày 18 tháng 10. Số 92 người bị khởi tố theo các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm, tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Người đứng đầu ngành công an Việt Nam cho rằng lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm. Tình hình an ninh tại các địa bàn chiến lược còn tiềm ẩn yếu tố bất ổn. Tình trạng vi phạm xuất nhập cảnh, bảo vệ bí mật nhà nước còn diễn biến phức tạp. Như tin đã loan, hồi rạng sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, hai nhóm tổng cộng chừng 40 người có trang bị súng đạn, dao đã tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân Ea Tiêu, huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk. Vụ tấn công khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 4 công an, 2 cán bộ xã và 3 thường dân. Cơ quan chức năng Việt Nam bác bỏ nguyên nhân kỳ thị sắc tộc, nghèo đói, bất công dẫn đến vụ tấn công. Tất cả đều cho rằng hành động nổ súng là khủng bố và đối tượng tham gia thuộc thành viên của một tổ chức có trụ sở ở Hoa Kỳ. Những người này nhận lệnh của tổ chức đó xâm nhập vào Việt Nam rồi dàn dựng vụ tấn công. Một phụ nữ di dân Việt Nam ở Hàn Quốc được chọn trong số 4 công dân tiêu biểu cho đất nước này, lái chiến đấu cơ T-50 tại triển lãm hàng không Seoul, hiện đang diễn ra ở xứ sở Kim Chi. 4 người được gọi là phi công quốc dân. Mạng báo The Korea Times loan tin ngày 18 tháng 10, dẫn nguồn từ không quân Hàn Quốc cho biết tên người phụ nữ là Lee Ho Jong, 41 tuổi. Bà này đến xứ sở Kim Chi qua đường hôn nhân vào năm 2001 và có quốc tịch Hàn Quốc vào năm 2007. Tin nói, dù có hai con và đang là nhân viên ngân hàng cũng như đang là gia sư tiếng Việt, bà Lee Ho Jong đã có được bằng phi công lái máy bay hạng nhẹ. Trở thành phi công là ước mơ từ thuở thiếu thời của bà. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn ở quê nhà, bà không thể theo đuổi ước mơ đó. Khi sang xứ Hàn, bà không từ bỏ giấc mơ trước đây. Tin không cho biết tên tiếng Việt của bà là gì. 4 phi công quốc dân được tuyển chọn năm nay sẽ lái chiến đấu cơ T-50 tại triển lãm hàng không và phòng thủ quốc tế đang diễn ra tại căn cứ không quân ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Có gần 2.700 người nộp đơn để được chọn làm phi công quốc dân năm nay. Và đây là lần có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất kể từ khi chương trình khởi sự hồi năm 2007. Từ đó đến nay, có 37 người thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, gồm sinh viên, nhân viên văn phòng, cảnh sát, y tá, giáo sư đã được chọn làm phi công quốc dân Hàn Quốc. Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vào ngày 19 tháng 10 cho biết vừa bắt được ông Vư Ninh Chư, 63 tuổi, tại Lào sau 17 năm trốn truy nã. Mạng báo VTC loan tin trong cùng ngày dẫn nguồn từ công an thị xã Hoàng Mai tin vừa nêu. Cụ thể, ông Vư Ninh Chư, sinh năm 1960, ngụ tại xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hồi năm 2006 bị công an huyện Kỳ Sơn truy nã về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.
Vào tháng 9 vừa qua, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được tin báo ông Vừa Ninh Chữ đang trốn tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xây, nước Lào. Sau đó, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An sang Lào đến địa phương vừa nêu để xác minh tin báo. Khi xác minh được, người được báo đúng là ông Vừa Ninh Chư, Công an thị xã Hoàng Mai, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bắt ông này tại bản Nọng Pong, huyện Khăm Cợt và đưa về Việt Nam. Tình trạng công an mật vụ Việt Nam sang quốc gia khác bắt người đưa về nước từng xảy ra như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức hồi năm 2017, hai vụ bắt cóc tại Thái Lan đối với nhà báo blogger Trương Duy Nhất hồi năm 2019 và Đường Văn Thái vào tháng 4 năm 2023. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm Tin Tối ngày mai cũng trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt Ngữ Đài Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.